nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài luyện ngón giúp hai tay của bạn đồng bộ rất là tốt. Thì đồng bộ ở đây có nghĩa là cái tay trái các bạn bấm vô, tay phải các bạn gãi nó đúng cái nốt đó, các bạn không bị lộn, và gọi là tốc độ hai tay giống như là nó song hành với nhau, nó sẽ giúp ích cho bạn trong cái việc sau này đánh chính xác rất là nhiều ha. Thì cái bài tập này nó dựa trên cái âm dài của la thứ, sau đó là chúng ta tới cái là mi trưởng các bạn, nhưng mà bát nó là son thang, để cho nó xuống tới một nửa cung. Các bạn nghe cái giai điệu nó hay hơn tí. Thì bài này mình lấy từ của danh thủ Frank Gambale, mình hướng dẫn các bạn ha. Đặc biệt ở đây chúng ta sẽ đánh chùm liên ba, tức là một nhịp chúng ta đánh ba nốt, 1 2 3 ha. Thì lúc đó cái tay phải của bạn phải đổi phím liên tục, tức là trên cái dây số 6 các bạn đánh ba nốt xuống lên xuống, thì tới cái dây dưới chúng ta lại là lên xuống lên, và anh đảo ngược như vậy đó, thì tay phải của bạn coi như luyện Anthony Mikin cực kỳ tốt luôn ha. Còn tay trái thì chúng ta đánh một dây một nốt thay đổi liên tục, nó sẽ giúp ích cho bạn tập trung vô để hai tay chúng ta đồng bộ với nhau. Thì đầu tiên á, các bạn thấy là cái này mình đánh trên đúng cái âm dài của la thứ luôn, mà đúng cái thế tài của cái hợp âm la thứ luôn. Hợp âm la thứ ở ngăn năm thì các bạn bấm chặn ba rê ha, đó như thế này. Thì chúng ta sẽ có đánh thêm một cái nốt mở rộng của nó, đây là cái nốt đô, nó đô cao đây thôi, còn lại chúng ta đều đánh từ cái nốt ở trong cái chặn của ngón tay của bạn cả. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Nốt đầu tiên dây 6 là ngăn năm, các bạn đánh tay phải 3 phím ha, một nhịp đến 3 nốt mà. Sau đó các bạn xuống ngăn 7 của cái dây la, tức là nốt mi. Sau đó các bạn xuống ngăn 7 của dây rê luôn. Các bạn nhớ ngay chỗ này, các bạn chặn nó ba rê nó xuống làm sao để nó không bị chồng nốt. Chồng nốt là như thế này đó, hai nốt nó chồng lên nhau, chúng ta phải uốn cong ngón tay để nó không chồng lên nhau. Và mình sẽ đánh chậm rồi đoạn này, bạn nghe thử nha. Các bạn thấy không, từng nốt nó phát ra riêng lẻ. Sau đó đoạn khó là ngay chỗ này, cái ngón trỏ các bạn phải chặn cả ba nốt ở trên ba dây này luôn, mà chúng ta phải uống để nó sao cho nó phát ra tiếng không chậm nhau. Tiếp theo chúng ta nghe ngăn năm của dây son là nốt đô ha. Là nốt mi của dây số 2, sau đó tới là nốt la của dây số 1 luôn. Bài dưới như sau. Đó, lại từ đầu xuống 6 dây các bạn, tức là một nốt trên một dây, và một nốt đó các bạn đánh 3 lần, nhớ tay phải đổi phím liên tục nha. Đó. Thì sau đó các bạn thêm cái nốt đô đây, nốt đô là ngăn 8 của dây 1 ha, từ đầu các bạn. Nhớ là một cái ba nốt, các bạn đổi phím liên tục tay phải ha. Sau khi nghe nốt đô đều, chúng ta xuống nửa cung, là nghe chỗ này là cái nốt si, chúng ta đánh ba nốt giống vậy luôn, ba lần ha. Sau đó các bạn xuống son thang là ngăn số 4, chúng ta lại nha, đô xong xuống si son thang nha. Sau đó các bạn nghe nốt mi của dây số 2 là ngăn 5. Sau đó tới nốt C là ngăn 4 của dây son. Sau đó các bạn đánh là nốt son thanh tiếp ngay đây, tức là ngăn 6 của dây rê. Sau đó tới nốt mi là ngăn 7 của dây la. Và kết thúc là ngăn 4, tức là nốt son thanh. Đánh là cái khúc mà nó thuộc về cái âm dài của mi trưởng bát son thang nha. Và chúng ta quay lại từ đầu, chúng ta đánh
cứ thế các bạn có thể bắt đầu, tức là la thứ đây các bạn bắt đầu lên si thứ hoặc là rê thứ ở đây các bạn đánh cũng thụt xuống như vậy. Thì cách này nó luyện cho các bạn là hai tay nó đồng bộ cực kỳ tốt, để một nốt các bạn mà bấm không kịp là tay của bạn đánh là nó tật phím. À, thì cái liên ba cũng là cái liên lẻ giúp cho bạn cho nó biết kinh tốt nữa. Đó. Hy vọng và Sương nhận được sự ủng hộ của các bạn. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh Guitar for Freedom. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar thì hoặc là các amply, phơ chẳng hạn thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop, thì mình có thể phục vụ các bạn với rất nhiều cái loại đàn khác nhau với chất lượng cũng rất là tốt ha. Trên tay mình là một cái cây custom của bác Ngọc Thức, một trong những nghệ nhân làm đàn số 1 của Việt Nam ha. Cây này thì giá mới của nó là 1.600 đô các bạn, 1.600 đô, tức là khoảng 36 triệu ha, hơn 36 triệu. Đó. Cây này nếu các bạn nào quan tâm thì inbox mình sẽ báo cho các bạn cái giá mà mình có thể để lại cho các bạn được ha. Cây này mình muốn khá lâu và đã trải nghiệm, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn một cái cây đàn tuyệt vời như thế này thì cũng có thể liên hệ mình, thì giá nó chỉ 20 mấy triệu thôi, mình để lại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.